Gừng, tỏi, ớt là vấn đề trừ sâu bệnh. Thì để có được những cái bông hoa, những các chậu hoa đẹp như thế này thì chúng ta mất rất nhiều công sức. Và một trong những vấn đề mà các anh chị ngại nhất của người yêu hoa hồng và những anh chị nghiện hoa hồng là vấn đề sâu bệnh, bỏ trĩ nhện đỏ, sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu đục thân các loại. Do đó là các anh chị rất ngại sử dụng các loại thuốc hóa học. Các loại thuốc kháng hóa học chúng ta sử dụng như bọ cạp Hà Nội này, Radian nè, rồi Confidor nè, Movento, đó các loại thuốc hóa học. Thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm thuốc trừ sâu sinh học bằng gừng, tỏi, ớt. Đó, đây tôi có chuẩn bị một số đây, ớt nè, tỏi nè, gừng đây nè, đó. Thì là cái công thức để làm gừng tỏi ớt là như thế này. Gừng tỏi ớt đây, cái công thức là như thế này anh chị nha. Một nửa ký ớt, một nửa ký tỏi và một nửa ký gừng, chúng ta xay nhuyễn ra và thêm 1,5 lít rượu trắng vào. Và chúng ta ngâm trong vòng 2 tuần là chúng ta sử dụng được. Ta lọc cái nước đi và chúng ta sử dụng anh chị nha. Đó thì đây một số các loại đây, tôi các anh chị ra ngoài chợ anh chị mua yêu cầu họ xay ra đây là tôi mua đây. Nửa ký ớt, nửa ký gừng, nửa ký tỏi đã xay sẵn rồi. Đó. Thì là các anh chị nếu mà không mua ngoài chợ mình mua về đó thì mình bỏ vô cái cối xay sinh tố đây nè. Đây tôi xay trực tiếp cho các anh chị coi nè. Đó, gừng. Cái này là tỏi. Gừng nè. Mua cái loại rẻ tiền cũng được. Đó. Đây là xay mẫu thôi, chứ còn mọi thứ thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi anh chị. Đó. Thì chúng ta bỏ vào cối xay sinh tố, ta xay nhuyễn nó ra. Cho thêm ít rượu vào cho nó xay nhuyễn nha anh chị nha. Đây là 1,5 lít rượu. Tí nữa tôi sẽ pha vào đây 1,5 lít rượu. Xay nhuyễn ra rồi thì đây là diễn để cho các anh chị xem thôi, làm thật là nhanh. Vấn đề quan trọng nhất là cái công thức và cái cách sử dụng. Thì đây là chúng ta bỏ nửa ký nè, nếu như các anh chị nào dùng nhiều thì làm một ký, các anh chị nào dùng ít thì chúng ta làm một nửa thôi, tức là 250g thôi. Đó, gừng là nửa ký nè, ớt nè nửa ký nè, đúng không? Xong, đây là rượu trắng nha anh chị, rượu nếp,
rượu trắng anh chị mua ở ngoài chợ hay là cửa hàng tạp hóa gì đó có 10 ngàn hay mười mấy ngàn một lít. Đây tôi mua một lít rưỡi nè, pha chung vào đây một lít rưỡi. Clip mình làm chủ yếu là các anh chị hiểu, do đó làm cho nhanh, các chị hiểu là được rồi. Mình quậy đều lên và mình ngâm đậy kín lại để cho cái rượu của nó không có bay hơi. Nó bay hơi thì là cái mình sẽ nó sẽ bị bay hơi, do đó chúng ta đậy kỹ lại và để trong vòng 2 tuần lễ và đem ra sử dụng anh chị nha. 2 tuần lễ chúng ta đem ra sử dụng. Như vậy là tôi đã làm xong gừng, tỏi, ớt và rượu. Đây thì là cái công thức nó là như thế này các anh chị nha. Gừng nửa ký, tỏi nửa ký, ớt nửa ký và pha với ngâm với 1,5 lít rượu. Tùy các điều kiện anh chị dùng nhiều thì làm nhiều, dùng ít thì làm ít theo cái tỷ lệ này. Và để 2 tuần lễ. Xong đâu đó ta lọc lấy cái nước 100ml nước pha với 10 lít nước và chúng ta xịt cho cây. Để thì là cái gừng tỏi ớt này chúng ta sử dụng được trong nhiều vấn đề. Chúng ta có thể là phun rau sạch nè, rau muống, rau mùng tơi, rau đay, rồi là cà chua, bí các loại, rồi các loại hoa, các loại hoa như hoa cúc, hoa cải, hoa gì đó, hoa mai, nói chung là sử dụng được hết. Thì cái gừng tỏi ớt này, cái chế phẩm sinh học này chúng ta có thể tiêu diệt được một số loại côn trùng có hại như là sâu bệnh ở cái mật độ thấp như là sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu tơ, sâu xanh, bọ trĩ và nhện đỏ. Thì cái vấn đề bọ trĩ nhện đỏ thì nó cũng xua đuổi được một phần thôi. Chứ còn nếu mà cây của các anh chị có hoa hồng mà bị bọ trĩ nhện đỏ thì sử dụng cái phương án gừng tỏi ớt là nó cũng không hiệu quả nhiều. Nhưng chúng ta làm cho cây của chúng ta sạch bệnh đi và chúng ta vẫn tiếp tục phòng bệnh cho cây. Thì nếu như các cây hoa hồng các anh chị là cứ một tuần hoặc 10 ngày các anh chị phòng bệnh bằng gừng tỏi ớt cho cây một lần thì các loại sâu bệnh nó sẽ bay đi hết. Còn kể cả con ốc sên nè, con cuốn chiếu nè, rồi con bọ cánh cứng cũng bị gừng tỏi ớt xua đuổi và nó sẽ bay đi, nó không tấn công cây hoa hồng của anh chị nữa. Thì đây là cái hũ gừng tỏi ớt tôi đã làm sẵn rồi. Và chúng ta có thể sử dụng gừng tỏi ớt để như thế này và ta sử dụng được là trong vòng 6 đến 8 tháng. Thì xong đâu đó nè, thì anh chị quậy đều lên. Xong rồi mình lọc, lọc cho nó kỹ để khi ta bỏ vào cái bình xịt thì là nó không bị nghẹt cái bình xịt, cái đầu xịt đó, cái đầu pet đó, thì mình xịt cho nó nhuyễn. Đó anh chị nha, đây chúng ta lọc kỹ đi. Xong đâu đó là cái bã chúng ta lại bỏ ngược lại. Cái hũ này tôi đã ngâm được 4 tháng rồi. Đó thì ta lọc lấy nước này để ta xịt này anh chị. Đó thì đây là cái bình này tôi đã làm chuẩn bị sẵn, đây là 100ml nước. 100ml gừng tỏi ớt tôi sẽ pha với 10 lít nước và tôi phun cho cây hoa hồng. Đó thì các anh chị thấy không, những cây hoa hồng của tôi rất là đẹp. Đó cây xeo này, cây la phon này, tuyệt vời không. Để có được những cây hoa hồng như thế này thì các anh chị phải bỏ công sức ra chăm sóc, và một trong những vấn đề quan trọng nhất đó là chúng ta phải phòng trừ sâu bệnh. Khi cây của các anh chị sâu bệnh hết thì nó mới ra hoa được. Cộng vào đó là vấn đề về phân bón, tưới nước và nhiều vấn đề khác. Như các anh chị nào đã yêu hoa hồng thì sẽ biết được rồi. Đây là 100ml gừng tỏi ớt đã được pha ngâm. Và bây giờ 100ml này tôi sẽ pha với 10 lít nước. Anh chị, cái bình này là 10 lít nước. Đó. Quậy đều lên nha anh chị.
đeo khẩu trang và mắt kính vào và chúng ta phun phòng bệnh cho cây. Cứ 1 tuần hoặc 10 ngày các anh chị phòng bệnh cho cây một lần, 1 tuần hoặc 10 ngày nha, đeo khẩu trang vào. Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Phun tốt nhất là lúc chiều mát. Khi chiều mát chúng ta phun xong, qua ngày hôm sau chúng ta rửa lại lá bằng nước sạch. Phun thật mạnh lên, rửa nước sạch đi để cho nắng nó lên cái lá của mình, hay những cái lục non, những cái mầm non nó không bị cháy, vì gừng ở nó nóng nó cháy, anh chị hiểu không? Qua ngày hôm sau chúng ta rửa lá đi, sử dụng con ong vàng nha anh chị, lên Google mua nha, mua cái này ở trên Google hoặc là Lazada đó. Phun thật là mạnh, phun ướt đều từ dưới lên, phun toàn thân. Đấy, tôi phun mẫu thôi. Xong rồi, qua sáng ngày hôm sau chúng ta phun vào chiều mát á, thì là sâu bệnh vào chiều mát nó ra nó tấn công dữ lắm, thì là các loại sâu bệnh đó nó sẽ bị tiếp xúc trực tiếp với lại gừng tỏi ớt và nó sẽ từ từ nó chết. Rồi những cái con mà con cái nó sẽ không sinh sản được vì nó nhiễm gừng tỏi ớt, do đó cái mật độ sâu bệnh nó sẽ bị giảm đi rất nhiều đó. Thì là nếu như các vườn của các anh chị mà có nhiều cây, các anh chị vẫn phải sử dụng phương án hóa học phụ trợ vào, đến khi cái vườn của anh chị mà nó đã hết sâu bệnh sạch sẽ rồi, chúng ta phòng bệnh bằng gừng tỏi ớt. Thì cái bài nói chuyện của tôi về sâu bệnh, về vấn đề sinh học gừng tỏi ớt là hết. Tôi có để các đường link ở phía dưới liên quan đến sâu bệnh, các anh chị vào đó và tham khảo nha. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã xem clip của tôi.